Rồi thức ở đây. Rồi bây giờ giơ tay này thức đây. Đau không? Đau lớn ghê chưa? Rồi, giơ lên đi. Rồi hình như ta đình chút xíu, bước tay đó. Trời ơi, cổ thành ghê. Rồi chết tay như cái này, tay là đó vậy nha. Nắm gì nha, ok. Nghe sợ không? Rồi giơ tay thử một mình thử coi, giơ bạn lên nha. Ví dụ nó mới rồi nha. Đau không? Jesus. Để sao đi nhỉ? Em lời 4, lời 5. Gì đây? Xuống móng gì đây? Ờ, lên đây rồi bỏ đồ ra lại nha. Quay vô đây. Ờ, được rồi. Đem ra, tìm ra. Rồi nằm thẳng ra. Đau quá hả? Rồi cố gắng, cố gắng, cố gắng, cố gắng. Rồi nằm sấp đi. Rồi chỉ ngồi vậy, nằm sấp lên đó. Rồi. Rồi không mặt chưa đó, là nằm thẳng ra. Ai làm được? Nhịn ăn, nhịn hấp không khí, rồi chườm đá sao chút xíu hướng dẫn. Ok, rồi bây giờ giơ tay lần nữa cho mọi người sợ. Ok. Hốt đi anh em. Chườm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0326-811-258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 083-218-6688 hoặc 0983-581-652.